Cũng trong ngày 22 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Chuỗi Cung ứng Việt Nam tổ chức chương trình Diễn đàn Công nghệ và Quản trị Chuỗi Cung ứng năm 2014. Diễn đàn lần này đã nêu lên thực trạng, thách thức cũng như xu hướng giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất quản trị chuỗi cung ứng nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung tại Việt Nam. Trong thời điểm kinh tế còn tồn tại nhiều khó khăn hiện nay, quản trị chuỗi cung ứng đóng vai trò xương sống trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Theo nghiên cứu đánh giá của Escore, việc nâng cao hiệu suất quản trị chuỗi cung ứng lên 5% có thể nâng cao lợi nhuận lên đến 45%. Tuy quản trị chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng việc thực hiện ở Việt Nam trong thời gian qua vẫn chưa được đánh giá đúng tầm và thực hiện một cách hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ vào quy trình quản trị chuỗi cung ứng, một trong những công tác giúp nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng một cách toàn diện, cũng chưa được triển khai hợp lý. Ở Việt Nam thì cái việc ứng dụng các công nghệ, giải pháp công nghệ chưa nhiều. Có thể là do thứ nhất là về mặt kinh phí, thứ hai là công nghệ là một điều gì đó là thuộc vào tương lai và cần phải thấy được những người khác sử dụng thì các doanh nghiệp mới làm theo. Ở thị trường ứng dụng công nghệ Việt Nam thì có thể nói là so sánh giữa thị trường Việt Nam và Singapore, Singapore nhỏ hơn ở Việt Nam. Tuy nhiên về mặt ứng dụng công nghệ thì có thể cái độ lớn của thị trường công nghệ Việt Nam ở Singapore có thể gấp tới 3 đến 4 lần ở Việt Nam. Điều đó có thể cho thấy là Việt Nam còn đang ở trong một cái giai đoạn rất là sơ khai trong việc là tích hợp các giải pháp công nghệ trong việc quản lý kinh doanh và chuỗi cung ứng một cách hiệu quả. Theo nghiên cứu của các chuyên gia Hồng Kông và Đại học Warwick, nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc thất bại trong triển khai ứng dụng công nghệ cao vào quản trị chuỗi cung ứng là tư vấn kém hiệu quả, mô hình tái cấu trúc quy trình kinh doanh kém hiệu quả, quản lý dự án thiếu hiệu quả. Do đó, hiện nay nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn chưa có những bước tiến trong việc nâng cao hiệu suất quản trị chuỗi cung ứng bằng ứng dụng công nghệ. Điểm khác biệt giữa thị trường Việt Nam so với thị trường thế giới trong việc ứng dụng công nghệ là hiện tại ở Việt Nam, tất cả các biện pháp xử lý được đề ra từ hướng của các đơn vị cung cấp dịch vụ, chứ không dựa trên nhu cầu của đơn vị sử dụng dịch vụ, tức là cái đơn vị có hoạt động quản trị chuỗi cung ứng. Điều này là do một phần vì trình độ của các đơn vị doanh nghiệp Việt Nam hiện tại chưa đạt đến mức độ am hiểu sâu sắc, tường tận về quản trị chuỗi cung ứng. Giải pháp quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp hiện nay đó là phải làm thế nào đó kết hợp một cách chặt chẽ giữa các đơn vị trong chuỗi cung ứng của mình. Diễn đàn lần này đã mang đến cho doanh nghiệp những chia sẻ sâu sát, thực tế về các khó khăn hiện nay, từ đó đưa ra giải pháp mang tính ứng dụng cao cho các doanh nghiệp. Đồng thời, diễn đàn đã tạo góc nhìn đa chiều trong việc đánh giá, trao đổi về việc nâng cao ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế đầy cạnh tranh và thách thức. VITV, kênh truyền hình chuyên biệt về kinh tế tài chính theo thời gian thực đầu tiên tại Việt Nam. VITV, thông tin chính xác. VITV, trao đổi thẳng thắn, chân thực, đối thoại đa chiều về các vấn đề kinh tế trong nước và thế giới. VITV, nội dung sống động, tin tức cập nhật. VITV, mọi lúc, mọi nơi. VITV, khởi nguồn kinh doanh.